làm cái gì thế? Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, những việc như thế này không cần phải động chân động tay vào. Tôi ở nhà ngồi không cũng chán, nên chỉ làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến em bé đâu. Cho dù cô rất cẩn thận, nhưng mà lỡ như chẳng may cô trượt chân ngã ra đấy thì sao? Vâng ạ, tôi xin lỗi, sau tôi sẽ không làm nữa. Tôi không có ý quát cô. Tôi hy vọng trong thời gian này cô có thể giữ an toàn tuyệt đối để đảm bảo cho sức khỏe của cô và cả em bé nữa. Cô hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thôi được rồi, cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Lát cơm chín tôi sẽ gọi. Dạo này tôi thấy anh có vẻ gầy hơn. Có phải là do công việc ở tập đoàn nhiều quá không? Công việc thì quanh năm vẫn vậy. Tôi không sao, cô không phải lo. Nhưng mà ngày nào anh cũng đi làm về, rồi còn phải nấu cơm cho tôi nữa. Tôi thấy hơi áy náy, hay là để tôi giúp anh? Cô quên những gì tôi vừa nói rồi à? Nhưng mà tôi... Tôi biết cô là một người hiểu chuyện. Tấm lòng của cô tôi xin ghi nhận. Nhưng cô không cần lo lắng cho tôi đâu. Khi nào cảm thấy mệt quá, tôi sẽ tìm giúp việc. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Để tôi đưa cô lên phòng. Alo em nghe. Anh đang lên nhà em á. Sao anh lên mà không gọi trước cho em? Trước khi đi tôi gọi cho chú rồi, chú có nghe đâu. Chắc là lúc đấy em đang họp anh ạ. Mà sao dạo này gầy gò xanh xao thế? Có phải là lao đầu vào công việc rồi bỏ bê ăn uống không? Không phải đâu anh ạ, em vẫn ăn uống đầy đủ. Chẳng qua là dạo này em chăm tập thể dục nên người nó thon gọn ấy mà. Thon cái gì mà thon? Làm gì có ai tập thể dục mà lại gầy gò ốm yếu thế này? Chắc là do em tập hơi nhiều nên nó mới thế. Để em điều chỉnh lại ạ. Thôi thì làm gì thì làm, nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Chứ chú kiếm nhiều tiền, nhà to, xe đẹp, ốm ra đấy thì cũng vứt đi thôi. Này, thì không định cho anh vào nhà à? Dạ. À anh ơi, dạo này nhà em đang sửa, em sợ anh ở đây không tiện. Hay là để em đưa anh ra khách sạn nhá, ở đó dịch vụ tốt lắm, anh thích cái gì cũng có. Thế nhà làm sao mà sửa? Dạ, nhà em nó bị rò rỉ ống nước. Đội thợ vẫn đang sửa nhưng vẫn chưa xong. Mấy hôm nay em cũng đang phải ở ngoài đây. Do gì kiểu gì mà đến mức không ở được? Để đấy vào xem thế nào. Ê, thôi, anh vào xem xong cũng không làm được gì đâu. Thôi, cứ để em đưa anh ra khách sạn. Thôi được rồi, đi. Sao nay anh đi làm về sớm thế? Em chào anh ạ. Chú Hiếu, ai đấy? Chú nói anh nghe đi, chuyện này là thế nào? Lỡ để anh biết rồi, em sẽ nói cho anh hết sự thật. Nhưng anh phải thật bình tĩnh nhá. Thôi được rồi, chú nói đi. Thực ra cô ấy đang mang thai con của em, nhưng chúng em không yêu nhau. Sau khi cô ấy sinh con cho em xong, chúng em sẽ chấm dứt liên lạc. Và em sẽ là người nuôi con anh ạ. Thế có nghĩa là sao? Là cô ấy để thuê cho chú á? Vâng, đại khái là như vậy ạ. Chú bị điên à? Tại sao phải làm thế à? Thế sao không lấy vợ rồi để con đi? Việc gì phải thuê người ta? Chú làm như này không sợ người ta nhìn vào người ta cười cho à? Em hết cách mới phải làm như vậy, anh thông cảm cho em ạ. Hết cách là hết cách thế nào? Đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, thế chú sợ mình không lấy được vợ hay sao mà phải bày ra cái trò này? Không phải em sợ em không lấy được vợ, mà là em không muốn anh ạ. Chú nói cái gì? Chú nói lại tôi nghe xem nào. Em không muốn lấy vợ, nhưng em vẫn muốn có một đứa con.
Em muốn sống một cuộc sống độc thân. Chú nói thế là sao? Chẳng nhẽ chú không có cảm giác gì với phụ nữ à? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng. Mà thôi, anh mới lên cứ tắm giặt rồi nghỉ ngơi đi ạ. Giờ em phải quay lại văn phòng. Có gì tối về anh em mình nói chuyện sau ạ. Cô ở nhà, có gì để ý anh Hoàn giúp tôi. Vâng ạ. Em đi ạ. Anh để em cất đồ cho ạ. Thôi khỏi, cứ ngồi đấy tôi nói chuyện. Tôi thấy cô cũng xinh xắn, đáng yêu. Tại sao không tìm một người đàn ông tốt để yêu mà lại đi để thuê cho thằng em trai tôi làm gì? Thực ra có ai muốn làm những chuyện như thế này đâu ạ. Là do hoàn cảnh của em khiến em phải chấp nhận thôi ạ. Hoàn cảnh của cô là gì? Cô nói tôi nghe được không? Dạ vâng. Nếu như anh muốn nghe thì em sẽ kể cho anh ạ. Gia đình em vốn là ở quê, cũng được coi là khá giả. Bố mẹ em làm ăn buôn bán nên em cũng coi như là có một cuộc sống sung sướng. Nhưng rồi bố mẹ em bị người ta lừa gạt, nợ nần chồng chất. Bây giờ bố mẹ em cũng già yếu rồi, không đủ sức để đi làm kiếm tiền trả nợ nữa. Nên là em để thuê giúp anh Hiếu, để có tiền giúp đỡ bố mẹ ạ. Thế sao cô không đi làm công việc khác rồi tích cóp dần dần mà trả nợ? Nếu được như vậy thì em đâu cần làm công việc này ạ. Bọn đòi nợ giết nhà em lâu rồi. Bọn chúng cho nhà em đúng một tháng để trả. Mà anh bảo trong một tháng thì em xoay đâu ra tiền được ạ? Thế bằng cách nào cô lại biết thằng Hiếu nhà tôi? Nói ra thì cũng là may mắn cho em ạ. Trong lúc em đang tuyệt vọng nhất, đang muốn tìm con đường giải thoát cho bản thân mình, thì em gặp anh Hiếu. Anh Hiếu đã cứu em, rồi chúng em đi đến ngày hôm nay ạ. Ông trời, đúng là biết chiêu đùa con nhà người ta mà. Anh yên tâm đi, sau này em sẽ không đến làm phiền anh Hiếu đâu ạ. Tôi không sợ cái đấy. Cái tôi cần là tôi cần thằng Hiếu có một gia đình hạnh phúc cơ. Cái này thì em cũng không rõ ạ. Em cũng không biết là tại sao anh Hiếu không muốn lấy vợ. Có thể là anh ấy vẫn còn yêu một người nào sâu đậm thì sao ạ? Tôi hỏi cô cái này nhé. Cô phải trả lời thật lòng đấy. Vâng ạ. Cô ở với thằng Hiếu nhà tôi lâu như vậy, thế cô có tình cảm gì với nó không? Chuyện này cô cứ trả lời thật lòng cho tôi biết đi. Tôi sẽ không nói gì với nó đâu. Em với anh Hiếu đã làm hợp đồng với nhau rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay lập tức em sẽ rời xa anh Hiếu. Nên là có tình cảm hay không cũng không quan trọng đâu anh ạ. Thế nhưng mà nếu cô có tình cảm với nó rồi thì cô hoàn toàn có thể trở thành vợ nó cơ mà. Không, chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu ạ. Thôi anh lên phòng nghỉ ngơi đi, để em xách đồ cho ạ. Tôi xin lỗi anh nhé. Nếu như hôm đó tôi không ra cổng thì anh Hoàn cũng không biết chuyện này. Chuyện này không phải lỗi của cô, đó chỉ là vô tình thôi. Mà như vậy cũng tốt, đằng nào sau này tôi cũng phải đưa con về ra mắt gia đình mà. Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì chuyện gì? Vì anh đã cứu tôi và cho tôi một cuộc sống mới. Chuyện đó đã qua lâu rồi. Và lại cô cũng đã giúp tôi có một đứa con, coi như không ai nợ ai. Cô không cần phải giữ mãi chuyện đó trong lòng nữa. Tôi hiểu rồi. Từ bây giờ tôi sẽ không nhắc đến chuyện đấy nữa, chỉ tập trung vào chăm sóc em bé thôi. Mà tôi thấy gió cũng hơi to rồi đấy. Để tôi đưa cô về nhé. Anh Hiếu, sao cô lại ở đây? Năm xưa anh bảo anh đợi em cơ mà, sao bây giờ lại có vợ rồi? Cô hỏi tôi câu đấy, cô không thấy xấu hổ à? Tôi đợi cô đi du học mấy năm trời,
Còn cô thì ở bên đó, yêu hết người này đến người kia. Cô nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra điều đó à? Tất cả bọn họ đều chỉ là bạn của em thôi. Em chưa bao giờ coi họ là người yêu cả. Trong lòng em chỉ có một mình anh thôi mà. Thôi, cô đừng cố giải thích nữa. Tôi không muốn nghe. Bây giờ cả tôi và cô đều có cuộc sống riêng. Đừng làm phiền đến tôi nữa. Anh chắc chứ? Được. Anh đừng có hối hận đấy. Chúng ta về thôi. Vâng. Có khi nào anh Hiếu còn yêu chị ta nên mới không muốn kết hôn không? Khu phố này ít người qua lại nên anh yên tâm là không có ai nhìn thấy đâu. Làm triệt để cho tôi nhé. Nhớ là phải phá hỏng cái thai đấy. Tôi hiểu rồi. Cô cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi. Alo ạ. Chị có phải là chị Nhung không ạ? Dạ vâng ạ. Anh Hiếu đặt đồ cho chị, em mang đến cổng rồi, chị ra đi nhé. Chào chị. Chị có phải là Nhung không ạ? Vâng ạ. Thằng kia, mày làm cái trò gì thế hả? Thằng kia, đứng lại! Ôi dồi ôi, có ai không? Có ai không cứu em tôi với? Nhung! Nhung ơi! Nhung! Nhung! Cô làm sao không? Nhung! Bác sĩ, mẹ con cô ấy có làm sao không ạ? Anh là chồng của bệnh nhân à? Vâng, tôi là chồng của cô ấy ạ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ cứu được một trong hai người thôi. Anh lựa chọn đi. Sao lại có thể như thế được chứ? Anh, em phải làm gì bây giờ? Tình hình đang rất cấp bách. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Anh mau chọn đi. Cứu cô ấy. Cứu cô ấy giúp tôi với ạ. Alo. Thì ra là cô ta. Anh mau thuê luật sư giỏi nhất đi. Bắt cô ta trả giá đắt nhất có thể cho tôi. Anh bón cháo cho em. Sao anh lại lựa chọn cứu tôi mà không phải là đứa bé chứ? Tôi chỉ là người đệ thuê cho anh thôi mà. Đáng nhẽ ra anh nên chọn đứa bé. Dù sao đi nữa nó cũng là con của tôi mà. Anh cũng không hiểu vì sao lúc đó anh ấy lựa chọn như vậy. Anh chỉ biết rằng trái tim của anh mách bảo là anh phải cứu em. Nếu không sau này anh sẽ rất hối hận. Và sau này khi có thời gian suy nghĩ lại, anh đã nhận ra rằng anh đã yêu em mất rồi. Anh nói cái gì cơ? Mình sẽ chấm dứt hợp đồng kia và bắt đầu một cuộc sống mới, được không em? Tôi chỉ là một cô gái nhỏ quê. Vì kiếm tiền trả nợ nên mới phải để thuê cho anh thôi. Anh đừng vì rung động nhất thời mà quyết định sai lầm. Tôi không xuống với anh đâu. Em đừng nói như vậy.
Đối với anh thì tình yêu không có chuyện xứng đáng hay không. Anh chỉ cần chúng ta yêu thương nhau thật lòng. Anh biết là em cũng yêu anh, đúng không? Anh có chắc là anh yêu tôi không? Anh chắc chắn. Vậy còn người phụ nữ kia thì sao? Lần trước khi gặp cô ấy, tôi thấy anh vẫn còn lưu luyến lắm đấy. Không phải là anh lưu luyến, mà là anh tự trách bản thân mình thôi. Anh trách mình đã quá khờ dại khi tin vào một thứ tình yêu mù quáng, để rồi bản thân phải sống trong sự giày vò suốt một thời gian dài như vậy. Cũng vì cô ấy nên anh mới không muốn lấy vợ, đúng không? Đúng. Anh đã từng mất niềm tin vào tình yêu, cho nên anh không muốn lấy vợ nữa. Nhưng kể từ giây phút số phận bắt anh phải lựa chọn giữa em và con, anh mới nhận ra rằng trái tim của anh đã được em hồi sinh một lần nữa. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ khó có con lắm đấy. Anh không cần phải như vậy đâu. Bác sĩ chỉ nói là hơi khó thôi, chứ không phải là không thể. Anh tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì em bé sẽ đến với mình thôi. Em ở lại với anh nhé.